Wow, đưa quay vòng đây. Bên coi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong bên xây chung mưa buồn. Hát này nó phải nghiêng. Đỉnh Phan Xipang cao 3.143m. Cuối cùng mình đã tới nơi. Đây là những nơi mà các bạn thấy trên những cái bức hình đó. Bây giờ mình đã đặt trên coi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Jason nha. Hôm nay thì Jason đi lên Sapa và Jason sẽ review cho các bạn một khách sạn tên là Valley View ở Sapa. Đây là một cái điểm trong 10 cái điểm mà có view thật là đẹp nhất ở Sapa. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi vào phòng của mình nha. Đây là phòng giá cao tiền nhất, đó là phòng bungalow các bạn. Đó. Ok. Đây. Đây, bây giờ mình mở cửa vô nha. Rồi, ok, mời các bạn vô đây. Ai da trời. Mình book phòng một giường mà bên khách sạn là cho mình luôn phòng hai giường của Galo luôn đây bạn. Đó. Wow, đó, thấy không? Đây. Đây có cái ghế. Cái ghế ngồi sofa cho gia đình ngồi ăn uống ngồi chơi. Đây là cho luôn thêm hai cái giường nữa. Ui da, trời ơi. Đỡ quá. Đó, đây có thêm cái gối kiểu mà giống như dân tộc đó nè. Đó, nó đang họa tiết bông hoa lá hẹ này nọ. Đó, con này là gì ta? Đây là đây đang ngủ nha. Đang ngủ vô rồi. Đó, rồi. Ở đây thì nó cho hai chai nước suối, có cà phê nữa nè. Còn đây nè, dưới đây gần đây đó, đây là bảng giá mấy cái nước nè. Bia 25.000, coca 20, sprite 20, snack 15, cái này noodle là mì nha bạn, oreo là bánh ngọt nè. Ok rồi. Đây toilet. Toilet thì đây, vô đây luôn các bạn. Đó, đây vô đây có toilet nè. Có luôn máy sấy nha bạn. Ở trên đây là trần gỗ. Kiểu mà bungalow á, hay cái kiểu là nó làm kiểu mà phong cách bằng gỗ, rất là nhìn rất là ấm áp, sang trọng. Trên đây nó nhiều lúc mà mùa đông nó lạnh nên có phong cách của gỗ nhìn nó cũng đã ấm. Gỗ hết rồi. Đây có móc cây đồ nè. Đèn trần làm theo kiểu mà vách đá nè, trần gỗ rồi tường đây cũng làm kiểu đá thấy chưa bạn, nhìn đẹp. Ok, giường nào giường ra đây coi view nha bạn. Wow, sao wow tuyệt vời không đó. Buổi sáng ngủ dậy bánh mắt ra thấy trời ơi, mình đang ở trong một cái khu thiên nhiên thật là sống động, thật là tuyệt vời. Đó. Đây, ở đây còn có cái ghế nữa. Ghế này là sao? Cameraman. Bên đây. Bên đây có phòng của khách kế bên luôn, cũng dễ thương. Đó, cũng có một cái phòng rồi hai ghế ra bàn ăn này nọ. Đây có cái ghế này nè, uống cà phê ngồi. Không? Nè, có ví dụ như mà mình có nhà ở đây á, sáng sớm mình ra ngồi uống trà, uống cà phê, ngắm cảnh, trời ơi chắc cuộc đời thật là đẹp biết mấy. Sướng gì đâu là sướng vậy đó. Thì chúc mời. Đi ăn anh. Để đồ chung chưa đi ăn nè. Đi chứ. Ai đây? Ai đây? Em qua em nhận phòng trước đó mọi người. Tại vì đợi bạn này qua sau nè, xe bị kẹt cho nên là nào phải qua trước. Giờ là mình sẽ đi đi ăn. Ok, bây giờ mình đi. Chứ mà trên đây không có lạnh lắm đâu mọi người, nó kiểu bị nắng. Đúng rồi. Sài Gòn mình đó. Ở trên này nó có điểm tâm sáng luôn. Mày lên thử coi cái view lên đi ha. Ok.
Đây đây, mọi người đi theo mình nha. Lên đây thì để em mang giày á, xong đi luôn. Mang giày á, ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên lên bên trên để mình ăn sáng và review trên cái phòng ăn ở trên chợ luôn nha mọi người. Rồi, ok, bây giờ chuẩn bị đi. Nãy giờ mà xỏ đồ giày vô chắc cười hỉa. Sao vậy? Đi đâu có nổi đâu. À. Mày chỉ có mang vô chụp hình thôi. Đó, đóng lại. Bungalow đây là đẹp lắm nè. Đây nè, mọi người chỉ cho mọi người xem đây. Có hoa hòn nữa kìa. Đó. Ở đây hoa hòn rất là trời ơi tuyệt luôn á. Cái Valley View này á là nhiều người thích lắm. Với anh muốn đi cùng em đi hết cả Hà Nội, ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Ủa là hôm nay hai mà đám cưới luôn hả? Đi hưởng tượng chân mặt phải gì? Tại vì thấy cái không gian á. Đám cưới hay đám chỗ. Ok, bây giờ mọi người đi bên trong nè, vô cái phòng ăn của Valley View nha. Ok, thấy cái này phải cỡ giày đó ha, không cần hả? Ok, tự nghĩa giày thôi. Chẳng biết chị tìm tự thấm đến giày. Nhưng mà đang xuống bạch cao đó là sau, tự tỏ đến chân của thắm luôn đi sạch sạch. Trong bóng đêm sâu thẳm, ê kéo kiến ra đi. Không, có một cái hả? Không quay không được luôn. Coi như là ở đây á, hơn là ngày hôm nay Jason và Nali và Lucy đi á, cái quang cảnh buổi sáng sớm ngủ dậy á, nó hơn quá, hết sương mù luôn. Nên là đến lúc sớm, lúc tối mà mù lắm. Là bây giờ tới lúc 7 giờ bạn này mắc đi gặp bạn cho nên là qua xong. Đó là cái không gian trong cái phòng khách của Valley View các bạn. Ở đây có mấy cái tour. Ở đây mình sẽ phải book tour đi trong ngày nè, tả phim nè. Mình không có tiền á, mình đi hết nè. Có bản đồ nữa nè. Có bản đồ sơ ba nè các bạn. Đó, cái đó là Heaven Gate nè. Băng khoang, bát xác rồi. Bát xác là gì? Cái gì? Cái gì bát xác? Ai biết đâu, ghi chỉ xác bát xác. Bát xác dis à, chút đi xe lửa. Từng đất khỏe và cái tay của mình đây. Đó. Hôm tay Valley View. Đây đây, cà phê và đây đó, hotline. Rồi đây là cái khung đường mình sẽ đi lên nè. Thì mình phải đi bộ từ từ cái trên cái chỗ trên đồi mình đi xuống đây. Tại vì thật sự luôn cái... Em mới mua cái kẹp bông. Kẹp bông hả? Đẹp cái gì? 40 ngàn. 40 ngàn, trời ơi. Nhìn như thiệt, nhìn như thiệt luôn. Mọi người kẹp lên nhìn như thiệt 100% luôn. Đó. Đá này, thấy cái này đỏ không ta? Không, bùng. Nó xét. Đang đó. Đang lên trên góc nè mọi người. Ây dồi trời. Nó xét á. Nó xét không? Đúng. Đó thì bây giờ tụi tôi sẽ đi lên đỉnh Phan Xi-păng review cho các bạn xem. Sao anh rủ em lên đỉnh hoài vậy anh? Lên đỉnh à, lên đỉnh mới sướng chứ. Lên đỉnh mới sướng chứ, thôi lên đỉnh mệt lắm. Lên đỉnh đúng rồi mệt hả? Đi bộ lắm. Chưa có gì, chưa lên đỉnh Phan Xi-păng mà đang nguyên đám phải đi bộ lên leo núi để quay những cảnh thật là hấp dẫn. Với cái nhà em kia đẹp quá kìa. Mèo 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 mèo. Đó, ở đây là mấy cây này ta trồng để cho mát, ta trồng cho dư thôi đó. Thì quay lại cái dốc này đó, cái dốc nó chơi xanh đặt xe của tất hãng taxi xanh, của hãng một taxi nổi tiếng lớn nhất ở Sa Pa. Hơi cực chút xíu tại vì các bạn biết sao không, nếu mà mình đặt ở trong khách sạn những trong thành phố đó thì nó sẽ có cái view, nó sẽ bị cái nhà nhà nó sát nhau, nó sẽ không có đẹp. Còn mình chấp nhận mướn homestay ở dưới cái đồi á thì mình sẽ ngắm được nhiều toàn cảnh hơn. Thì các bạn coi video này biết rồi. Bà Na quá đi dữ quá. Lẹo quá. Rồi dây lên. Ơi. Phê quá. Giảm được miếng mỡ rồi. Đây bạn, đây là cái view và hết luôn rồi đó. Đây là những cái vụ như mình đang trên đường nè, còn đây là cái view dưới. Mình phải đi bộ xuống tới cái đồi dưới. Nhưng mà được cái này mất cái kia. Tàu để đi thẳng lên trên cái chóp Phan Xi-păng luôn. Thì nhà mình có đi cái tàu đấy không? Cái 600 bậc đó là mình chỉ đi xuống chứ không phải đi lên. Đúng rồi, nên là đi lên thì mệt hơn. Mà mình vừa ngắm được cảnh. Ok, vậy cái giá thì sao anh? Đây như bạn nói đó 480.000.
450.000 cộng với là một chiều lên bằng tàu kia là 70.000 nữa. 70.000 nữa. 70.000. 550.000. Ờ. Một slot. Nhưng mà mình tư vấn như này này. Các bạn là lên đi cái tàu đó, à, đi lên thẳng lên đỉnh, xong lúc bạn đi xuống ấy thì bạn đi bộ xuống thì nó dễ hơn. Mà còn đi bộ xuống là đi cáp treo 6 hả? Đúng rồi, lại xuống lên cáp treo. Ok được. Rồi. Tức là chỉ đi một lượt tàu lên trên thôi. À. Đó. Vậy là trải nghiệm được hết. Thì là chơi. Anh thèm chơi hả? Thèm chơi. Thèm chơi. Thấy có động như đau đau leo. Sinh world. Ai vậy? Ủa tự nhiên bữa nay anh đi đâu qua đây vậy? À, tôi đi lên đỉnh Phan Xipang. Hôm nay thì thời tiết rất mát cỡ giống như là mười mấy độ như trên. Ê, xuống đây nó mấy nó lạnh đó nè, à, lạnh hơn nãy nóng. Hoa gì? Hoa này hoa cúc nè. Hoa cúc. Còn hoa này hoa đang thọ. Hoa gì trắng bốc vậy trời? Trắng băng tuyết vậy á. Ha. Hoa tuyết hay gì? Hoa tuyết á. À. Anh giống Sơn Tùng bông TV vậy? Anh mà, anh là anh đâu? Chơi thẳng là gay. Đương nhiên là thẳng anh. Rồi. Đương nhiên là anh đi. Anh là giới tính mà lị. Cái gì đẹp quá kìa. À. Nhìn một nhành hoa sai đang đứng thì mình đã lên là tới Sa Pa nhưng mà chưa có dịp mà lên được đỉnh Phan Xipang, thì hôm nay mình sẽ lên Phan Xipang Legend. Đây chỉ lên đỉnh đây coi. Đó. Wow. Anh thân đi năm nay vẫn chưa ai vượt con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang xa, tôi ngồi pha chạy đi làm. Anh biết anh còn nhỏ nên lại biết làm gì đâu. Rồi chụp hình. Ở đây cho mấy ghế nè. Oh. À. Cho mấy người mà đi bộ xuống đây á, nghỉ chân sướng, thoải mái, nằm đây ngủ được. Nằm xuống vừa. Nằm xuống vừa. Làm gì vừa? Ngồi. Chụp tấm hình nè. Mình mặc qua đây. Đừng có ngoảnh cổ vậy, ngước cổ lên. Không, ý là không. Không luôn. Rồi mở mắt ra coi. Đừng có bẻ cái cổ, mở mắt vẫn để cái cổ vậy. Cúi gọt xuống. Đúng rồi. Rồi đi. Đây có đồ ăn đó nè. À, đây là mở cửa cái dịch vụ nè. Ăn sáng 7 đến 10 giờ. Ga này ga Hoàng Thảo, Hải Cả. Ông chúa hay gì nè? Sớm. Ông hả? Mật mà ông. Để mà đông bạch hà. Bạch hà. À. Ăn có vị bạch hà hả? Mà ông Sa Pa. Nhìn ngon quá. Nó còn nguyên cái tổ ong trong đây không trời? Vâng. Cái này sẽ chuẩn cái đặc trưng riêng của Sa Pa. Ở Sa Pa mình đặc sản cái gì? Ở đây thì nó có các loại như hợp. Là mật ong này là một này. Rồi là các loại tinh dầu của em. Xoa bóp này như là về thảo mộc tắm, lâm chân dành cho các bé. Được hả? Rồi tinh dầu massage. Nào biết cây không? À cái thứ đó hồi sáng. Sáng mình ăn đó. Hồi sáng ăn nè. Đúng rồi. Chả thịt đen. Ờ mong. Muối nè, muối này ngon nè. Cái đấy là sẽ bị chấm các loại hoa quả, củ quả mộc hay kết hợp chay chấm về thịt chay mộc á. Hay do gì hả? Là cái loại này đấy. Ăn thử coi. Cái này các anh chị mình chấm về mật hoặc là chua chua. Ngon lắm á. Là... Ngon ngon ngon. Cơ má nào? Cái này đủ ha? Vâng, nó rượu trái cây. Cái này uống khá là nhẹ, độ 22 độ. Ok, lấy 2 chai. Lấy mơ má nào? Cái này bao nhiêu tiền một chai 250 nhỉ? 250.000. Cái này các chị mình uống mát ấy, uống kiểu mình kết hợp đá nó uống rất là ngon. Rất là ngon luôn. Vâng. Wow. Thích uống rượu mơ. Ok. Em có số chị. À giữ là cho mình nha. Dạ. Ở đây có bánh dừa đó nè. Bánh dừa vàng nướng. Mua một hộp luôn. Tại vì mình thích ăn bánh dừa. Bánh dừa nướng. Bánh dừa là mọi người ngon.
ngon lắm. Đây là cái vé của cáp treo lên Sunway nha. Jason đang ở trên nguyên một cái toa mà gọi là cáp treo để đi lên đỉnh Phan Xipang. Ok mấy bạn, thì ngày bầu trời thì cũng như các bạn thấy là đã không có mà sương mù, thật là hiếm có để mình được ngắm toàn bộ quang cảnh vùng núi Tây Bắc luôn. Thì trên đây là mình bao luôn nguyên cái toa nè để lên đỉnh, mình không có hả cho ai lên nữa trừ cho team mình thôi. Mình thấy không, thấy Jason đại gia không? Trời ơi, Jason đại gia mà, để mọi người hả? Ê rồi tôi rồi xong sương mù luôn rồi. Trời đất. Ủa, nhìn hả? Người ta làm được cái cáp treo này mà đi trong ngoài đó là quá quá đỉnh luôn á. Đang lên 9 tầng đi luôn. Đỉnh cao. Không, nếu mà các bạn mà có gia đình này người thân thì chắc chắn là nên thử một lần đến Sapa đi bằng cáp treo này lên đây Sunway. Cho tiền anh. Cho tiền hả? Thì mình không có tiền, mình quen người yêu, đại gia, YouTuber gì đó. Người ta dẫn đi. Có gì đâu phải lo đúng không các bạn? Đem đại gia dẫn đi không? Đem YouTuber dẫn đi không? Mời chỉ cần đi theo mình bắt cái thân xác mình đi thôi là có là người la tới A đến Á luôn, là tiền còn kêu luôn việc làm cameraman cho mình luôn. Anh đại gia hả, cho em quay với anh hả, đại gia á, gia mục xương. Nhưng đại gia là A Á không, giống như sao bao không, đúng các bạn. Jason giới thiệu mình, Jason là đại gia, gia mục xương. Chiếc nhẫn là trăm mấy triệu thì nó không có nhiều, nhiều. Bò lụng lông như cái me lụng lá. Thật chứ mình đeo nhẫn kia nóc. Cái này cái người quên đi luôn, quên đi luôn, quên kia luôn. Ủa chừng nào mới tới ta? Thấy rồi kìa. Thấy rồi. Ăn dữ vậy trời. Wow. Cho một miếng thôi ha. Ngon, cái bánh dừa này rất là ngon nha bạn, cực kỳ ngon. Bánh này ăn là hả ngon hết sảy bà bảy luôn. Ăn dữ ăn luôn à. Cho cameraman một miếng. À, này có hết sương mù rồi nè. Bớt rồi chưa mấy hả? Ủa, chỗ khổ rồi hả? Chỗ như bức tranh luôn hả? Hết khói rồi nè mọi người ơi, mọi người coi bắt đầu lên chuẩn bị gần tới nơi rồi thì khói nó đang bu 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 với núi. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người ơi. Mình đang cho kìa một vé thôi. Ủa, nhờ ai? Nhờ đại ca, ô nhờ sư, ô nhờ đệ tử của tôi. Đúng rồi. Sư phụ đi. Yên tâm đi. Sư phụ. Đã tưởng là những sư phụ đi còn nhiều cái đẹp hơn cái này mà bao nhiêu nữa. Ai trả tiền? Sư phụ trả tiền. Ai thật là lương lẻo đi. Đó là biểu hiện của sự lương lẻo. Kệ à, sao để lương lẻo gì hả? Ủa, mày cũng giống sư phụ thôi. Cứ khác gì đâu. Bé này thật là đáo để. Trời ơi, này nó lên cái đỉnh biết sao không? Này có lên cái đỉnh mà gọi là cao nhất nóc nhà của thế giới mà. Là mình sẽ lên 600 bậc thang nữa để đi đến đỉnh Phan Xipang cao 3.100 mấy chục mét không nhớ nữa. Thì đây trời ơi, cho đây lạnh quá. Cái tội ở dưới nóng như quỷ, lên trên tới trên núi, trên
đỉnh á. Nó lạnh còn là số mây hôm nào mà mình lên mây cao quá. Ủa điện nào lên đó? Quéo luôn. Cái bậc thang nó cao. Mình bây giờ mình phải lên 600 bậc nữa. Nhưng mà lên lên tàu rồi. Thì đó. Mình đang lên chốn vòng lai tiên cảnh đó nè. Mình đang đi đến một cái nơi rất là nhiều tiền. Thanh Vân Đất Lộ. Thanh Vân Đất Lộ. Túc tỉnh trang nghiêm. Chỉ xéo cho ta. Wow. Tượng Phật Tổ. Để mình đi vô trong để cho mọi người thấy rõ hơn nha. Wow. Wow. Nhìn hùng vĩ quá. Đẹp quá hả? Ừ. Nè, đây nè. Đại wow. Tượng Phật nè. Đây có ghi nè. Đại Tượng Phật A. Đại Tượng Phật A Di Đà tại Sun World Phan Xi Păng Legend là pho tượng Phật bằng đồng cao nhất, được tạo tác kỳ công nhất Việt Nam, ngự trên độ cao 3.075 so với mặt nước biển. Đại tượng Phật cao 21,5m được tạo thành bởi hàng ngàn vạn tấm đồng dày 5mm gia công tại chỗ, ốp theo kỹ thuật áp lực cơ khí đến kết cấu khung sắt cơ thể, tích gần 1.000m2. Đại tượng Phật ngự trên đài sen có đường kính 12,3m, đế tượng hình bát quái kích thước mỗi cạnh là 6,54, cao 7,8m. Xung quanh bề mặt đế tượng được ốp đá xanh, trang trí các hoa văn chạm khắc mang phong cách mỹ tục đời Trần thế kỷ 15-16. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh bức tượng Phật khổng lồ. Ôi, thiệt thích lắm nha. Thật quá trời sướng là nè. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quang Âm. Nó nhìn hùng vĩ ghê ha. Ai mà xây cái này cũng hay ha. Wow, cái nơi này rất là nhiều tiền. Đúng rồi, nhiều lắm. Sương mù quá trời. Ai mà ai là chủ đầu tư đây cầu cũng chắc cổ phần cũng nhiều ấy. Đây là một lần đầu tiên mà ở mình ở Việt Nam này có một cái tượng Phật mà rất là to và hoành tráng như thế này. Đúng là Phật Xi Păng, đúng là một cái nơi mà thực sự là rất là đáng. Ây da, tới xuống cái thác á, tại đây xuống cái tượng Phật thì mình thấy cái thác rất là đẹp. Để mình quay cái view lên cho bạn xem. Đây. Tiếng hát rất thật là quá đã. Wow, đã không? Đó, đây. Ở dưới đây có một bài đài sen. Đài sen nè, không biết chắc là lấy cái nước ở trên chỗ cái đỉnh núi á. Không có cá đúng không? Ờ, à, có cá. Đây rồi, đây. Wow, từ trên cái tượng Phật. Đó, có một tượng Phật ở trên, rất là hùng vĩ. Mình là... không đẹp, không ăn tiền. Đây cái tàu, cái đường ray của tàu đây nè. Đó, mình sẽ đi hẳn lên đây. Tàu xuống rồi. Bây giờ mình lên tàu. Lên tàu thôi. Quay ngược thời gian dĩa bài đó thì có tàu băng băng núi này. Tàu băng qua núi. Tàu băng qua núi. Đèo vẫn chào mọi người. Cuối cùng thì chúng ta đã tới được đỉnh Phật Xi Păng rồi mọi người. Đi đây. Wow. Thấy gì không? Đây là đỉnh Phật Xi Păng cao 3.143m. Đây là những nơi mà các bạn thấy trên những cái bức hình đó. Bây giờ mình đã đặt trên tay.
Ôi, mát quá, nói chung là không có lạnh. Đông quá trời đông luôn á. Không có lạnh. Coi gì mà không thấy được cái cảnh gì đâu, nó sương mù. Sương mù không mà tịch luôn á. Thôi mình lên đây đi. Wow, đã quá, quá tuyệt vời. Cuối cùng mình cũng đã lên tới đỉnh rồi. Mọi người hả, nếu thấy hay like, share và subscribe kênh chơi YouTube cho Jason nhé. Mình còn nhiều cái hay cái thú vị mình sẽ review cho các bạn xem nữa. Bye bye, hẹn các bạn trong video tiếp theo.